Đối tượng này là Võ Xuân Định, 28 tuổi, trú thôn 2, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Pả bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó ngày 28 tháng 1 năm 2023, đại diện chùa Bửu Minh trình báo bị kẻ gian đột nhập trộm 4 pho tượng Phật trị giá hàng trăm triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, công an huyện Chư Pả đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, các trinh sát phát hiện và bắt giữ đối tượng Định, thủ phạm gây ra vụ trộm trên. Vì chút bồng bột mà đã gây ra cái việc rất là lớn, ảnh hưởng uy tín tới gia đình, uy tín tới bản thân, cho nên em rất là ăn năn hối lỗi. Còn đây là Nguyễn Thành Sơn, 34 tuổi, trú thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả. Đối tượng gây ra nhiều vụ trộm tiền công đức tại chùa Quảng Đức, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chư Pả bắt giữ vào ngày 2 tháng 2 năm 2023. Mở rộng điều tra vụ án, công an huyện Chư Pả xác định trong thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến cuối tháng 1 năm 2023, lợi dụng thời điểm đêm khuya, đối tượng Sơn đột nhập vào chùa Quảng Đức dùng máy cưa sắt, búa, tuyếp sắt để phá và cậy hòm công đức. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn huyện Chư Pả. Có tiền thì mua điện thoại, xong rồi chơi cái game bầu cua rồi tài xỉu trên mạng. Ngoài em thì còn có ai thực hiện cùng không? Không. Một mình em thôi à? Dạ. Mưu trí, tận tâm, trách nhiệm cao với công việc, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Chư Pả được sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của các đơn vị chức năng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trộm, tịch thu 4 pho tượng Phật trả lại chùa Bửu Minh ngay trong ngày rằm tháng Giêng năm 2023, đã mang lại niềm tin to lớn trong quần chúng nhân dân và tăng ni Phật tử đối với lực lượng công an nhân dân. Hiện cơ quan điều tra công an huyện Chư Pả tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án trên. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc công an tỉnh, thường trực huyện ủy, thì công an huyện Chư Pả đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, rồi công an Pleiku, rồi sự hỗ trợ tích cực các người dân, thì chúng tôi quyết liệt là đấu tranh bắt được đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Qua cái vụ việc này thì đề nghị các cái tổ chức tôn giáo và các cái tổ chức đứng chân trên địa bàn, toàn thể nhân dân nâng cao cái tinh thần cảnh giác, phối hợp với lực lượng công an để làm tốt cái công tác phòng chống các loại đối tượng trộm cắp và các loại đối tượng khác. Thì tất cả những cái pho tượng mà thờ ở chùa, cái quý nhất đối về cái giá trị tâm linh, khi mà mất đi á, trong lòng thấy băn khoăn, nhất là những cái dịp đầu năm, tăng ni Phật tử của địa phương họ cũng có buồn phiền. Xin được nói lời cảm ơn đối với giám đốc công an tỉnh, tỉnh công an đã giúp tìm ra đối tượng. Thì phải nói là tăng ni Phật tử của huyện Chư Pả và rộng ra thì bà con nhân dân ở trong huyện nhà, xã nhà rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Thủ đoạn của các đối tượng đột nhập trộm tài sản tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai không mới. Tuy nhiên, việc trông coi, cất giữ tài sản quá sơ hở dẫn đến đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Những vụ trộm trên thêm một lời cảnh báo, bài học đắt giá để các cơ sở thờ tự, tôn giáo cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ, cất giữ tài sản cẩn thận hơn, tránh để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.